Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết, giá heo hơi ngày 30 tháng 5 năm 2022 duy trì đà tăng khả năng có thể vượt mốc 60.000 đồng trên kg. Đà tăng giá heo hơi miền Bắc được dự báo sẽ duy trì trong những ngày tới tuy nhiên ngưỡng 60.000 đồng trên kg khó bị phá vỡ. Giá heo hơi miền Bắc, giá heo hơi miền Bắc ghi nhận tăng trong những ngày qua, nhiều địa phương đã xuất hiện mức giá 58.000 đến 59.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, có một số lý do khiến giá kho tăng cao trong những ngày tới. Dù giá tăng nhưng chênh lệch giữa các địa phương còn khá lớn, hiện từ 52.000 đến 58.000 đồng trên kg. Nguồn heo trong dân không dồi dào như những tháng trước nhưng chưa đến mức thiếu hụt. Do vậy, khi giá tăng, các đầu mối có xu hướng đẩy mạnh thu mua heo tại những địa phương có mức giá thấp hơn khiến giá tăng nhưng khó lập ngưỡng mới. Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương vẫn phổ biến từ 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Mức giá 58.000 đồng trên kg vẫn xuất hiện tại nhiều đàn heo siêu nạc nhưng phạm vi chưa rộng. Tại các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang giao động từ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Phú Thọ, Vĩnh Phúc, tuyên quang giá heo tại các địa phương này chậm hơn các tỉnh đồng bằng. Diễn biến tương tự với các tỉnh vùng cao. Hòa Bình, Sơn La, La Châu, Điện Biên hiện ở mức 50.000 đến 56.000 đồng trên kg. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai là 52.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên chưa tăng do giao dịch trong vùng vẫn khá ổn định. Tại các các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn giữ nguyên, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An. Hà Tĩnh ở mức 54.000 đến 57.000 đồng trên kg, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Quân 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ghi nhận ở mức 56.000 đến 58.000 đồng trên kg, Khánh Hòa, Bình Thuận từ 56.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Mức 58.000 đồng trên kg chưa có nhiều, hiện vẫn chỉ xuất hiện cục bộ tại hai tỉnh là Lâm Đồng, Đắk Lắc. Nhưng mức phổ biến ở hai tỉnh này khoảng 53.000 đến 58.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông giao động từ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam cũng chưa thể lấy lại đà tăng trong những ngày tới do nhiều địa phương vẫn ghi nhận các ổ dịch tả heo châu Phi. Mức giá phổ biến tại các tỉnh thành trong vùng vẫn là 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang cao nhất vùng với mức 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Bình Dương, Bình Phước là 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Tại Tây Nam Bộ, giá heo trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng trên kg, trong đó Long An, Tiền Giang từ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Tại Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang giá heo duy trì ở mức 52.000 đến 57.000 đồng trên kg. Cần Thơ từ 51.000 đến 56.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang tăng ở mức mức 56.000 đến 58.000 đồng trên kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, Tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn ngày 29 tháng 5 là hơn 4.400 con, heo mảnh. Giá thịt heo xỉ giao dịch tại chợ trong khoảng 60.000 đến 73.000 đồng trên kg. Việt Nam đã sẵn sàng bán vaccine phòng dịch tả lợn châu phi ra thị trường. Theo Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quá trình công bố vaccine dịch tả lợn châu phi đang trong những khâu cuối cùng. Dự kiến vào tháng 6 năm 2022, Cục sẽ phối hợp công ty cổ phần thuốc thú y trung ương NaVeco tổ chức sự kiện này tại Hà Nội. Chiều ngày 23 tháng 5, thứ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị công bố vaccine dịch tả heo châu phi. Thứ trưởng chỉ rõ, đây là vaccine sản xuất thương mại đầu tiên được công bố trên thế giới. Càng đến ngày công bố, các quy trình về khảo nghiệm, kiểm nghiệm cũng như thủ tục hành chính càng cần được sát sao. Việc công bố vaccine dịch tả heo châu phi thể hiện rõ ý chí, nghị lực của Việt Nam nhất là trong bối cảnh thế giới chưa thể sản xuất vaccine loại này suốt hơn 100 năm qua, Thứ trưởng nói. Dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Việt Nam vào năm 2019, sau 7 tháng lan ra 63 tỉnh, thành phố, gây thiệt hại ước tính 30.000 tỷ đồng. Sản lượng thịt lợn giảm, giá thịt lợn tăng có lúc lên tới hơn 100.000 đồng trên kg. Trước tình hình đó, ba công ty gồm Công ty Thuốc Thú Y Trung ương, Navetco, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn AVAC Việt Nam đã nghiên cứu sản xuất thương mại vaccine dịch tả heo châu Phi. Qua quá trình thử nghiệm, vaccine đạt hiệu quả cao trong phòng chống dịch bệnh. Sau lễ công bố vaccine dịch tả heo châu Phi sắp tới, 600.000 liều vaccine đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã giao nhiệm vụ cho Cục Thú Y chủ trì, phối hợp với vụ khoa học, công nghệ và môi trường giám sát chặt chẽ vaccine khi sử dụng trong thực tế. Đồng thời, Lãnh đạo Bộ NNPTNT lưu ý các đơn vị lựa chọn một số địa phương có tính đặc thù để giả soát kỹ hiệu quả của vaccine như tỉnh biên giới Quảng Ninh, tỉnh Quảng Nam nơi từng phát sinh nhiều ổ dịch hoặc vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước là đồng bằng sông Cửu Long. Khẩn, phát hiện 16 ổ dịch tả lợn châu Phi mới, thông tin chi tiết. Cụ thể, 16 ổ dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra ở các huyện Tràng Định, Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Tại huyện Cao Lộc, Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở thôn Nà Tèn, xã Hải Yến. Một hộ chăn nuôi đã mua 5 con lợn giống mang mầm bệnh ở chợ Giếng Vuông, Lạng Sơn. Sau khi mua về thì toàn bộ số lợn phát bệnh và buộc phải tiêu hủy. Tuy nhiên, sau khi lợn đã được tiêu hủy nhưng vẫn lây lan sang đàn lợn của các hộ chăn nuôi khác trong thôn. Dịch tả lợn châu Phi cũng đã xuất hiện tại Tràng Định, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn, tiêu hủy hàng chục con lợn nhiễm bệnh. Sau khi dịch tả lợn bùng phát tại các địa phương, cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai khẩn trương các biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan diện rộng như khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh, cấp phát thuốc và hóa chất, hỗ trợ người chăn nuôi tiêu độc khử trùng chuồng trại, tăng cường kiểm soát và kiểm dịch trong vận chuyển, tuyên truyền người chăn nuôi không mua con giống không rõ nguồn gốc. Đối với các địa phương chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban dân nhân các huyện, thành phố yêu cầu cơ quan chuyên môn thường xuyên phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực xung quanh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi để chủ động phòng chống dịch giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. Nhiều hộ chăn nuôi khó duy trì đàn heo. Những hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ là đối tượng đang gặp nhiều khó khăn trong duy trì và phát triển đàn vật nuôi. Bởi giá heo hơi vẫn ở mức thấp, chưa đảm bảo cho người chăn nuôi có lời, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, chưa có vaccine, thuốc đặc trị để phòng ngừa và trị bệnh này. Do giá thức ăn gia súc và nhiều chi phí chăn nuôi đầu vào liên tục tăng cao, vậy nên để nuôi một con heo đạt tạ, 100 kg, nhiều hộ dân phải bỏ ra số tiền từ 5,6 đến 6 triệu đồng, đó là chưa kể tiền công chăm sóc. Trong khi giá heo hơi chỉ ở mức 5,5 đến 5,8 triệu đồng tạ, dù đã tăng khoảng 700.000 đến 800.000 đồng tạ so với hồi đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 1,2 đến 1,3 triệu đồng tạ so với cùng kỳ. Người chăn nuôi chỉ từ phá Huề đến lỗ vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng Tiền Giang chính thức phát đi thông báo từ ngày 26 tháng 5 năm 2022 giá sản phẩm cám heo con và đậm đặc tăng 400 đồng trên kg, tất cả các sản phẩm còn lại tăng 300 đồng trên kg. Cùng ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn Sanvin Vina, chi nhánh Tiền Giang cũng thông báo tăng giá thức ăn gia súc, Gia cầm từ ngày 27 tháng 5 năm 2022 với mức tăng 400 đồng trên kg đối với thức ăn hỗn hợp heo con và đậm đặc, tăng 300 đồng trên kg với tất cả các sản phẩm còn lại. Trước đó, ngày 20 tháng 5 năm 2022, Công ty cổ phần MNS Fit cũng thông báo sẽ chính thức tăng giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 26 tháng 5 năm 2022. Cụ thể, tăng 400 đồng trên kg đối với thức ăn cho heo con non, BZ, A21U21 và H21, thức ăn cho heo con và đậm đặc còn lại, thức ăn thủy sản, tăng 320 đồng trên kg đối với thức ăn dành cho heo thịt, tăng 300 đồng trên kg đối với các nhóm sản phẩm còn lại. Từ ngày 26 tháng 5 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Re Hơ cũng tăng giá thức ăn chăn nuôi thêm từ 300 đến 400 đồng trên kg. Công ty trách nhiệm hữu hạn Gata Comfit Việt Nam, khu vực miền Nam, Gata Việt Nam cũng thông báo sẽ tăng giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 25 tháng 5 năm 2022 thêm 300 đồng trên kg. Gata Việt Nam được coi là doanh nghiệp tăng giá thức ăn chăn nuôi nhẹ nhất trong đợt này. Nguyên nhân tăng giá thức ăn chăn nuôi được các đơn vị đưa ra là do nguyên liệu nhập khẩu đầu vào tăng giá quá mạnh. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã hết sức cố gắng để gìm giá cám nhưng không thể kéo dài hơn nữa. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 30 tháng 5 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.